Trời sáng, tạm thời ta nhìn ngươi. Một lát nữa ta cho ngươi biết mùi. Vậy sao? Cứ chờ rồi sẽ biết. Được, cứ chờ đi. Chà, nhìn cũng ra dáng nam tử hán lắm chứ. Ta thật là không ngờ ngươi cũng đến được đây. Trời ơi, ta cũng không ngờ là đến được. Một lát để xem ngươi sẽ thua như thế nào. Công danh và phụ nữ, thứ nào ta cũng không thua ngươi. Nó không thua thì không thua sao? Vậy thì bỡ cho ngươi quá. Chi bằng nó đừng có đi thi trạng nguyên, đến sòng bạc làm tay cờ bạc chuyên nghiệp đi đồ ngu. Hôm nay là ngày ứng thí võ trạng nguyên. Khi thi sẽ được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tỷ thí quyền cước. Tất cả sẽ thông qua bắt thăm, mỗi hai người một tổ đấu quyền cước với nhau. Đến khi sau cùng còn lại hai người sẽ tiến hành thi phần thứ hai, cưỡi ngựa bắn tên và binh khí. Người thắng cuộc sẽ là võ trạng nguyên hôm nay. Ôi trời trời ơi, chơi kiểu đào thải kìa. Tiếc là không chơi kiểu đào tẩu, nếu không chơi nhất định sẽ thắng đó. À, sáng sáng con biết nó đùa mà. Xe cha kìa, điệu quá đi à. Quan chủ khảo hôm nay là binh bộ thượng thư Quách Thiên Niên, Quách Đại Nhân. Giám khảo là Cửu Chương Gia. Có ông Quách. Thi võ có thể bắt đầu được chưa? Được. Thi võ chính thức bắt đầu. Tổ 1, Từ Đại Minh với Thẩm Trần Giả. Chà, wow, ra ho đặt đùa giỡn với Diêm Vương nữa ha. Là sao vậy? Chán sống rồi. Cái tao nóng nhau muốn chết rồi đó. Nhưng mà lạ thiệt nha, như vậy cũng có thể đến thi sao? Thì đó, cứ hô liên tục ai thấy cũng phải sợ. Bắt đầu. Thẩm Trần Giả thắng. Chà, còn tưởng là hắn không được nữa. Thì ra hắn đánh vẫn được lắm chứ lão gia. Biết nghèo, nãy đến cuộc hắn thắng chúng ta nhất định sẽ ăn tiền. Xem ra hắn không phải là người bệnh đâu chứ. Là cái gì? Đàn ông hả? Tôi sáng về Lý Thiên Tâm. Tôi sáng. Hả? Cô nhìn hắn giống cái gì? Giống cái gì? Giống con chó đói rớt xuống hố xí. Vậy sẽ như thế nào? Tìm cái chết thôi. Trời ơi, tỷ dụ của ông gớm quá đi à. Nè ông bạn à, nghỉ tay chút đi. Ngươi không mệt ta cũng cảm thấy qua cả mắt. Nói sao cũng không nghe hả? Đâu sáng thăng cấp. Ta vẫn còn chưa ra tay mà. Tiếp theo, Lạc Bân đấu với Thái Thần. Đến ta rồi hả? Xuống miệng, xuống miệng, xuống miệng, xuống miệng. Xuống miệng, lẹ, xuống miệng. Sang sang chờ phải không? Dạ, hay quá, lợi hại lắm. Thầy quá. Đồng đốc Lộc với Lý Cẩm Cơ. Đồng đốc Lộc thắng.
Hiệp thứ hai hợp với hiệp thứ nhất, tôi sáng với Triệu Ứng Xuân. Chà, sao đánh nhanh dữ vậy? Rồng độc chui. Tôi sáng thắng. Mày này ông bạn thật là ngại quá. Về đi nha. Lợi hại quá. Triệu Ứng Xuân đó đấu với Sáng Sáng đúng là giống như là khi quan tài thuộc quần. Tức là gì vậy? Xấu hổ bẻ mặt. Đúng vậy. Xấu hổ bẻ mặt. Tức chân trời, đúng là không ngờ nữa. Sau khi tỷ thí luân phiên, bây giờ chỉ còn lại 4 thí sinh thôi: Đồng Đốc Lộc, Thẩm Trừng Giả, Tô Sáng, Lạc Bân. 4 vị có thể nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau sẽ tiến hành tỷ thí lần nữa. Sáng Sáng giỏi quá, đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Đại tướng gia kinh thành, cha đã đặt nhiều bàn tiệc, nghe người ta nói chưa từng có ai đặt tiệc nhiều như vậy luôn. Lớn tiếng như vậy, nếu không người ta sẽ nghe được cho là chúng ta khoe khoang đó. Sợ gì cho khoe thì mình cứ khoe, sợ gì không khoe nổi sao? Khoe cho người ta coi chào cho. Nói lớn lên. Lão già bao nhiêu một bàn tiệc? Tôi cũng có đi mà, nói lớn tiếng lên bao nhiêu ta cũng đi hết, sợ gì? Nghe nói hình như là 888 lượng một bàn. Có món ăn gì? Có món cánh gà chiên giòn, bào ngư đông cô và có cả mỹ điểm sông quy, trăm năm hạnh phúc. Sao nữa? 2 chai rượu ngon để tặng kèm và cả một tuần hát hay nữa. Chà, như vậy cũng đâu phải khoe khoang lắm đâu. Không phải khoe. Nhớ là mời cả ba người họ đó, nhất là tên Thẩm Trần Giả. Nhìn bộ dạng hắn ta cũng không có cơ hội ăn đồ ăn ngon đâu. Sẽ mời. Đừng có cái sáo nghe chưa? Nhất thì mời. Dương gia. Tô Sáng, chưa thắng đã kêu, khó thành việc lớn. Tô Sáng kiêu ngạo cũng có lý thôi. Hắn là một đối thủ rất đáng gờm. Nếu không có gì thay đổi, tranh chức võ đàng quyền sẽ là con và hắn. Con không có tự tin thắng à? Con yên tâm đi, con nhất định có thể kim bản đề danh. Trận tỷ thí sau cùng bắt đầu. Cặp thứ nhất, Đồng Đốc Lộc đấu với Thẩm Trần Giả. Bắt đầu. Nhìn tới nhìn lui vẫn còn thua xa Sáng Sáng mà. Sáng Sáng ngồi yên tâm đi, ta cho con lòng tin. Yên tâm đi, không sao đâu. Như vậy cũng không hạ thủ. Tên Đồng Đốc Lộc này cũng còn tính người đó. Thẩm Trần Giả bỏ cuộc, Đồng Đốc Lộc thắng. Hey, vậy đâu cần phải đấu đâu, dù gì cũng đã bỏ cuộc, đấu với tên này thì được rồi. Đồ ngốc à, Sáng Sáng là anh hùng hảo hán, không có thích hưởng bỏ như vậy đâu. Nói bậy không.
Trời ơi trời, Quan Âm Bồ Tát hay phù hộ cho cái tên độc đốc lập bị bệnh ho lao, bệnh suyễn, bệnh qua liễu, bệnh giang mai gì không đánh đã ngã rồi sáng sáng có thể dùng quyết đấu, xin phù hộ cho. Trận thứ hai, Tôi Sáng với Lạc Bân. Sáng sáng, chiến thắng trở về. Chuẩn bị. Nào, chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô sáng được hạng nhất. Ủa, Tô Sáng, khí võ mà đâu cần làm ra điệu bộ đẹp như vậy chứ. Nè, qua đây, qua đây. Chuyện về câu trước đã. Ngươi uống lộn thuốc rồi. Cái chuyện gì vậy? Lần trước tôi ngại quá. Đã biết là ngươi nham hiểm rồi. Lão già, xem ra hình như là võ công của hai người này tương đương với nhau. Còn của ông có khi nào bị thua không vậy? Cầm miệng lại đi, đang nói bậy bạ không à. Cái tên Lạc Vân chết tiệt kia đã từng là bại tướng dưới tay của Sáng Sáng rồi. Còn đánh với hắn đúng là chu bất giới mà thôi. Là sao vậy? Không biết xấu hổ chứ gì. Còn muốn đánh nữa, không biết xấu hổ. Vậy trị mắt đi tiểu tử. Sáng thắng. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá còn hơi. Thấy chưa? Cái tên Lạc Bân kia đâu phải là đối thủ của con đâu. Thấy chưa con? Lạc Bân thua. Sao lại về sớm quá vậy? Có phải đã có kết quả rồi không? Chưa có. Tại vì chiều mới thi lại, cho nên cha thừa lúc này về nhà chuẩn bị tấu chương để lên triều. Nhưng mà con hãy yên tâm, Đốc Lập không phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Cậu ấy đã lấy được quyền quyết đấu. Vậy còn người kia là ai? Tô Sáng. Con chuẩn bị đi đâu vậy? À, con cảm thấy hơi buồn, con muốn đi dạo một chút. Đừng có đi nữa, ở nhà ăn cơm với Ama. Dạ. Huống chi những loại ngựa tâm thường này. Hôm nay võ Trạng Nguyên sát hạch, bây giờ bắt đầu tranh chức võ Trạng Nguyên cuối cùng, võ Đồng Độc Lộc đối với Tô Sáng. Cuộc thi đấu 3 cuộc định thắng thua. Hiệp thứ nhất, thi nghề bắn. Cuộc thi bắt đầu. Ha 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 ha.
Răng cột, răng cột, răng cột. Bị bắn cũng tách ra, hỏi người có phục hay không? Yeah, lão già trúng rồi kìa. Bị bắn của tôi sáng, không thể chứng khảo, phán đồng độc lộc thắng. Nè, làm gì kỳ vậy? Như vậy là thua à? Muốn gì đây, hả? Trời ơi, làm cái gì kỳ vậy? Đang suy tính muốn kiếm chết gì kìa. Ta hả sẽ cắt đi bàn tay của người, bầm nát như cá em. Sự ép qua. Chuẩn bị hiệp tiếp theo. Các xem kìa. Các ca, có gì tìm tôi à? Chỗ này đông người, đi một lát rồi hãy nói. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tô sáng, tô sáng, nước hạn dư. Hiệp thứ hai, thi cưỡi ngựa. Đôi bên thi đấu phải qua chướng ngại vật. Người giành được sắc cờ là người thắng. Cuộc thi bắt đầu. Lão già, cái vừa qua chướng ngại vật đó con của ông có được hay không vậy? Tuyệt vời quá, đó là có thể đời đời bất diệt. Ông nói ai vậy? Thầy sai dùm ca đi. Nè nè, lão già, ông nói ai vậy? Đương nhiên là nói sáng sáng rồi. Nè, mọi người xuống đi. Đời đời bất diệt. Lần này ta đã lấy được cờ rồi, không phải là ta thắng hay sao? Hả? Hiệp thứ hai, Tô Sản thắng. Để xem ngươi có phục hay không. Ráng cố gắng lên, còn cơ hội mà. Dương gia, tại sao ngài không ở lại xem trận đấu cuối cùng? Đối với Đông Lộc, Quách Thượng Thường cũng rất có lòng tin. Nay ở Quảng Đông đã chở số ngân lượng đã tịch thu về, chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý mới được. Dạ được, tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Đã hai lần nghi lộ được người cứu mạng, từ đó vẫn chưa có cơ hội để đền đáp. Hôm ấy Thường Phong nguy hiểm các cát để chạy trốn, đúng là bất đắc dĩ, cũng chưa có cơ hội xin lỗi các cát. Công tử quá lời rồi. Nhưng có điều, không biết giữa công tử và A Ma thực ra có oán thù gì, nhất định phải giết chết cha của tôi vậy. Thì ra là như vậy. Thù nhà không thể quên. Hay là như vậy nha, để nghi lộ trở về nói rõ với Ama để cha có sự đền bù cho huynh, để xem có cách nào có thể hóa giải mối oán thù này không. Nghi lộ từ nhỏ đến lớn đều ở Dương phủ, chưa từng tiếp xúc ở bên ngoài. Lần này Nam Hạ Quảng Đông, hân hạnh được gặp Nghi lộ tuy dốc người yếu ớt, nhưng cũng đã từng đọc sách thánh hiền, biết là con gái phải hiểu lý thủy chung, cho nên tôi hy vọng hóa giải được mối oán thù này, có thể. Mình muốn nói là tôi sáng à?
Tôi buông nó ra, bắt lấy hắn. Ra chiêu đi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Lão gia, hiệp này ông thấy sao hả? Cái tên Đồng Đốc Lập tuy cũng có bản lĩnh nhưng mà tâm địa sâu xa. Cho dù hắn có giỏi cách mấy nhưng mà ta không thể thắng chính, hắn vẫn sẽ thua sáng sáng mà thôi. Đừng nóng ruột. Chiêu này là kế mưu mà. Dùng cán dao cũng sẽ thắng hắn thôi. Phải có lòng tin mới được chứ phải không? Dùng cái này. Được, đến tiếp. Là cây mía. Trời ơi, tại sao lại là cây mía vậy? Quách Thiên Liên, ta đã cho ngươi tiền rồi mà ngươi lại dùng chiêu cây mía với ta hả? Tại sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao lại biến thành một cây kim ngắn vậy? Đó không phải là kim ngắn mà là cây tâm đó. Sáng sáng đừng có sợ, một phần ngắn một phần hiểm, nhớ lấy mạng nó đi. Tôi sáng, ta không biết tại sao binh khí trở thành như vậy, nhưng mà Đồng Đốc Lộc đây sẽ không chỉ bởi của ngươi đâu. Tại sao lại như vậy? Nè, chúng ta đánh ngắn đi. Đồ ngu ngốc, đúng là đồ ngu ngốc. À, trời ơi, cái tên Đồng Đốc Lộc cũng còn tình người chứ ha. Phải đó, cũng còn chút tình người. Đồng Đốc Lộc, ngươi đừng có thua. Ngươi mà thua, ta làm sao ăn nói với lão Dương gia đi. Hả, người đó không phải là Thường Công Tử sao? Chính nó đến đây làm gì vậy? Ơi, đừng có phá hoại chuyện tốt của ta nha. Trương huynh, bắt thằng cát. Vậy bây giờ là Tô Tuyền báo cáo tình hình hiện trường. Số binh lính đã bao vây võ đài. Ở trên đài hiện có 3 người: Tô Sáng áo trắng, Đồng Đốc Lộc áo lam, người áo đen chính là Thường Phong. Mà thật ra đã xảy ra chuyện gì? 3 người bọn họ đã đánh nhau. Bắt lấy nó.
Thường Phong, thật không ngờ ngươi đúng là thích khách, tức chết đi được. Ngươi thật là to gan, làm những việc trái đầu trời như vậy. Bây giờ còn muốn đánh nhau với ta nữa à? Còn cứ báo đầu hàng đi. Ngươi thật là giỏi đó, ta bắt được ngươi rồi. Mau dừng tay lại đi. Ngươi đó, tại sao cản trở ta bắt thích khách? Nè, tên kia, ngươi đừng ăn nói bừa bãi nghe. Ngươi như là khúc gỗ đứng yên một chỗ còn dám nói ta nữa. Thưa chuyên gia, tôi muốn thưa tên này, lúc nãy xem chút nữa tôi đã bắt được thích khách rồi. Không ngờ hắn cản tay cản chân còn đá tôi một cước nữa. Dương gia Minh Giám, nếu không phải tôi sáng cản trở, tôi đã bắt được thích khách rồi. Chắc chắn là ngươi có quan hệ với tên thích khách. Người đâu, bắt lấy hắn. Người đâu? Dạ. Sợ chưa? Hãy bắt giữ tôi sát. Ê, nè nè nè, làm cái gì vậy? Lầm rồi, cụ chuyên gia. Ngài đã lầm rồi. Khoan. Hai cụ chuyên gia, người thông minh nhìn vô là có thể biết không có liên quan đến tô sáng mà. Người có thể bắt nó được như vậy là chắc chắn là coi dụng ý khác rồi, có phải như vậy không? Giải vào đại lao. Hoàng thượng, cửa hoàng thúc, trẫm được nghe hôm nay có người xông vào bảo hòa điện trường thi, phá rớt cuộc thi chọn võ trạng nguyên. Đây thực ra là chuyện như thế nào? Khẽ bấm hoàng thượng, di thần hôm nay lúc đi ngang qua cửa thành đã phát hiện thích khách hôm ấy đã hành thích di thần tại Quảng Châu. Di thần đương nhiên không tha cho hắn, quyết bắt cho được. Tội phạm lo sợ chạy trốn đã để hắn chạy vào bảo hòa điện. Gặp lúc đồng đốc Lộc và Tô Sáng đang quyết đấu giành chức võ trạng nguyên, Tô Sáng và tên tội phạm này lúc còn ở Quảng Châu đã có quen thân. Di thần tuy cho binh lính bao vây nhưng vẫn để hắn chạy thoát được. Lúc đó tại bảo hòa điện rất là hỗn loạn. Di thần tin là Tô Sáng đã cố ý tha cho tên tội phạm này. Cửu hoàng thúc, ông đã nói lúc ấy rất là hỗn loạn, trẫm cảm thấy có lẽ chỉ là sự cố, không nhất thiết liên quan đến Tô Sáng. Trẫm đột nhiên có một chủ ý, hay là cứ lấy việc truy bắt thích khách làm cuộc thi sau cùng để chọn chức võ trạng nguyên. Cửu hoàng thúc có thể thả Tô Sáng ra trước, để hắn và đồng đốc Lộc cùng nhau truy bắt thích khách. Nếu Tô Sáng thành công bắt được thích khách quỷ án thì có thể chứng minh hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Chức trạng nguyên sẽ thuộc về hắn. Nếu do đồng đốc Lộc bắt được Thường Phong, vậy cứ nghiêm khắc tra hỏi thích khách, xem thử Tô Sáng có phải là đồng bọn hay không. Nếu có việc này thật, nhất định chém đầu Tô Sáng. Như vậy chẳng những đấu sức mà còn là đấu trí. Không biết cửa quan thúc có ý kiến gì không? Hoàng thượng anh minh, như vậy chẳng những có thể chọn được nhân tài trạng nguyên, lại có thể bắt giữ tội phạm quy án, đúng là một công hai chuyện. Di thần rất tán thành. Được, nếu là như vậy, chuyện này trẫm giao cho hoàng thúc xử lý. Di thần nhất định làm thế. Hay quá. Thiếu gia, bước qua đi. Lại bày trò gì nữa đây? Thiếu gia, lần trước không bước qua cho nên sóng gió nổi lên. Thật ra bước qua một bước cũng đâu có gì đâu ha. Cứ bước qua đi nha. Nếu như không một hồi sóng gió lại nổi lên. Nè, tôi thì thích có sóng gió nổi lên. Vậy thì đã sao? Phải rồi, chúng tôi thích sóng gió nổi lên cũng tức lắm hay sao vậy? Nè, nè, đứng lại. Nè, đừng có đi nhanh như vậy mà. Người đó, hãy nhìn xem cái mặt của người kìa. Miệng sưng, mặt sưng hay là vậy nha. Ta đi lấy rượu thuốc xoa bóp cho người ha. Có được không? Ha? Chỉ bị chút đỉnh cần gì phải xoa bóp rượu thuốc chứ. Bà chị ơi, bây giờ tôi bị người ta bắt vào thiên lao mà. Không lẽ còn phải mời chị đi ăn bầu ngư hay sao? Không xoa thì thôi, đâu cần phải làm dữ chứ. Sang Sang à, con thông minh cả đời lại lật tàu ở công nhận. Cái gì? Cốt lõi chỉ có 4 chữ thôi. 4 chữ gì? Giao kết bạn sâu. Cha đã nói với con rồi, con có quen biết người gì cũng không sao, nhưng mà phải dẫn về cho cha dò xét, kiểm tra kỹ càng thì sẽ không đến nỗi như bây giờ. Hey, trong số bạn bè, người tệ nhất chính là con đó. Giao kết bạn xấu là bọn họ chứ không phải là con đâu. Cha biết con là tệ nhất á, nhưng mà cái tên kia lại ngu ngốc nhất. Ai lại sung sướng không chịu lại đi làm thích khách rồi chi? Thực ra thì con đã biết anh ta là thích khách lâu lắm rồi. Quá căng thẳng như vậy làm gì chứ? Không phải chứ, người đã biết từ trước. Vậy con đúng là tự tìm phiền phức. Tại sao vậy? Con biết nó là thích khách thì đừng quen biết với nó. Sợ cái gì chứ, anh ấy đâu phải là muốn giết con đâu. Nói vậy thấy cũng có lý quá ha. Đúng đó. Lão già, tôi cảm thấy Thường công tử đó tướng mạo cũng không phải là loại người gian xảo độc ác. Theo như tôi cảm thấy, chắc chắn là có một chút xíu gì đó ân oán cá nhân với Cửu Dương gia. Đúng là tôi vừa mới phát hiện được. Thì ra cô có mang theo đầu óc đến kinh thành này đâu. Xin lỗi nha, ta không có mang theo. Chẳng qua là tại vì ta tốt hơn ngươi thôi. Đầu óc của ngươi lại mọc ở dưới mông. Loại việc như vậy đâu cần phải dùng đầu để suy nghĩ đâu. Hay lắm, có thể nói chuyện với tôi được rồi đó. Sáng Sáng ơi, Sáng Sáng, chúng ta không có phương pháp đó cũng không sao. Cha biết con một chữ cắn đôi cũng không biết, nhưng mà cha biết con nhất định sẽ không bán đứng bạn bè.
không đậu được võ Trần Nguyên không sao, nhưng mà mình được hạng gì? Không được. Con đã nói nhất định sẽ làm võ Trang Nguyên, muốn con đầu hàng không có dễ dàng đâu. Ama, cha không sao chứ? Tên thích khách kia có làm gì con không? À, cũng may Ama đến kịp thời. À phải rồi, tên thích khách bây giờ thế nào rồi? Hắn đã chạy thoát. Tên thích khách đó đã đuổi theo từ Quảng Châu đến Kinh Thành, năm lần bảy lượt muốn hãm hại bổn vương. Thật ra hắn là người gì và vì cái gì? Nhất định phải bắt cho được tên thích khách quy án. Cậu à, yên tâm đi, Đốc Lập nhất định giúp cậu bắt được hung thủ. Cậu bắt như thế nào? Dùng tay để bắt. Đồng công tử, cậu đã bị thương rồi, không nên cố sức nữa. Vết thương này nhỏ thôi, có sao đâu. Lý Tân Bình, đi theo ta. Dạ. Chức võ Trạng Nguyên lần này phải thuộc về Đốc Lập. Đồng công tử, anh tuấn uy nghiêm, dương gia đặt niềm tin là đương nhiên thôi. Ta chỉ có lòng tin đối với bộ binh của trại bộ binh trong kinh thành. Đốc Lập không làm nên chuyện lớn, nó quá ngây ngô. Cũng may do ta nắm giữ binh quyền. Ta không tin một thích khách như vậy có thể địch nổi lực lượng cả trại binh của ta. Đi Tân Bình. Dạ. Ông lập tức dẫn binh đi phong tỏa cửa thành, lục soát toàn thành. Có tin tức gì lập tức báo về. Lúc ấy sẽ giao cho Đốc Lộc đến bắt giữ quỳ án. Dương gia quá nhiên diệu kế, đúng là nuôi quân ngàn ngày, dụng binh một giờ. Ông sai rồi. Quân không phải ta nuôi, là triều đình đã nuôi. Dương gia anh minh, dương gia anh minh. Tên Tô Sáng này, hắn có thần thông cách mấy, cũng không thể bằng chúng ta. À phải rồi, Dương gia, tên Thường Phong lần trước hành thích Dương gia có liên quan tới tên Tô Sáng không vậy? Có hay không có cũng được, ta chỉ biết một việc, phàm là người Quảng Châu đến kinh thành đều không có kết quả tốt. Lưu lại. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng thịt. Lòng bàn tay thịt nhiều ít một chút cũng chịu được, mu bàn tay không có mấy thịt, ít một chút không được. Không. Hả? Đâu có đâu. Lòng và mu bàn tay đều có rất nhiều thịt mà. Đâu có hỏi tụi bay đâu mà trả lời. Lòng Nhạc, cô nói thịt của lòng bàn tay và mu bàn tay cái nào quan trọng hơn? Trời ơi, tôi gian xin các người, bây giờ là thời điểm gì rồi còn bàn những việc vô vị này nữa chứ. Nói những việc có tính cách xây dựng một chút đi được không? Bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách cứu Thường Phong, đừng có vô vị quá nữa. Vô vị hả? Ta mới là lão gia mà, tại sao phải nghe cô ấy nói với ta như vậy chứ? Sao còn lại hỗn hào hỗn hển vậy con? Cuối cùng con đã nghĩ ra cách rồi. Tốt quá rồi, đã biết con sẽ có cách mà. Chẳng những có mà còn nhiều nữa cha. Làm cái gì vậy? Nhân sâm ngàn năm. Ủa, ống tre. Ống tre hầm nhân sâm. Ngươi chỉ biết nghĩ ăn mà thôi. Ta đã nghĩ cả ngày rồi, bào ngư chưa ăn được nửa miếng, vì cá cũng không một chút vào miệng. Cuối cùng tôi đã lau tâm giác ốc, nghĩ ra một cách tuyệt diệu này. Cách gì vậy con? Chính là dùng cây nhân sâm ngàn năm này để cứu con dế vua vô địch của ta. Wow, lần này nó vẫn có thể tái xuất giang hồ, không có con dế nào sẽ đá ăn được nó đâu. Trời ơi. Con xin gian lại ông, bây giờ ngoài kia đang gõ kẹn đánh trống, các nơi đang ráo riết để bắt bạn của ông. Làm ơn nghĩ cách cứu Thường Phong đi, đừng lo chơi nữa có được hay không vậy? Nè, được chơi mà không chơi là cô đó. Chỉ biết chờ sớm muộn cũng trở thành ăn mày đó. Được chơi vui vẻ ta đâu có sợ. Nói với người đúng là tốn công hao sức. Ê, trời ơi, căng thẳng như vậy làm cái gì chứ. Sống chết có số, giàu sang do trời, tất cả đều do trời định sẵn, không có gì phải lo cả, có đúng không? Sang sang,
triết lý sâu như vậy là ai đã dạy con vậy con? Chính là người đã bán dế cho con. Hờ, lúc hắn bán dế đã nói nó là thiên hạ vô địch. Ai về mang đi đá với người ta đã bị con dế đầu đỏ đá gần chết luôn. Tên tiểu tử lập tức nói ra câu nói này. Và hắn đã nói như vậy: sống chết có số, giàu sang vô trời, tất cả vô trời định sẵn. Wow, triết lý này đắt lắm đó. Con dế đầu đỏ một vạn 9,000 mấy lượng lận. À, đúng là đắt thiệt đó. Rẻ quá đi. Sống chết có số, giàu sang do trời định sẵn rồi. Vừa đúng 11 chữ. Vậy là 1,000 mấy lượng một chữ. Một chữ 1,000 vàng đáng lắm. Cũng đáng lắm chứ. Đáng lắm chứ phải không con? Cha, cha không trách con à? Cha làm sao trách con được. Con hiểu được nhiều triết lý. Cha phải mừng sung sướng lắm con ơi. Con không lấy nhân sâm 1,000 năm cho con cứu con dế đi. Phải à? Cô Trương, có phải là trộm hái hoa không? Hả? Trộm hái hoa hả? Để tôi đi coi chừng nha. Tôi đã nói là cô canh chừng con dế giùm tôi, không phải là nói canh chừng cô. Ra ngoài hết giùm tôi. Bố Lông nghiêng mực, đóng cửa. Dạ. Lẹ qua kia. Ông bạn, sao còn không ra? Thường công tử, chúng tôi còn tưởng là cậu bị người của Cửu Dương gia bắt đi rồi đó. Nếu thực sự để Cửu Dương gia phát hiện, bất quá liều chết đánh lại. Dù gì tôi đã không màng đến mạng sống lâu rồi, nhưng mà nuối tiếc duy nhất chính là đã liên lụy tôi huynh. Hey, trời ơi, đừng bao giờ nói như vậy. Lần này tôi đến là có hai việc. Thứ nhất là muốn cảm ơn cứu mạng của tôi huynh. Thứ nhì là muốn cho tất cả biết tôi chuẩn bị lẻn vào hoàng cung, sau đó để lại một lá thư cho hoàng thượng, cho hắn biết chuyện này là do một mình tôi đã làm, không liên quan đến các người, để các người không bị liên lụy. Hey, cần gì phải phiền phức như vậy. Lẻn vào hoàng cung, vừa phải bay lên mái, vừa chạy trên tường, lại phải né tránh cao thủ đại nội. Phải dùng trí đó. Dùng trí hả? Chả biết còn sẽ có cách mà. Nói Phải đó, phải đó, nói mau lên. Quỳnh không sao chứ? Này, chuyện gì vậy? Buông tay ra đi, là người lớn hết rồi, đừng có giỡn nữa mà. Đừng có chỉ lo chơi nữa, mau thả ra đi rồi nói ra cách gì. Sướng quá, cuối cùng cũng có thể làm võ trạng nguyên rồi. Cho dẫn phạm nhân thường phong. Phạm nhân thường phong. Đại nhân, đừng lãng phí thời gian nói lời giáo đầu nữa, trực tiếp đi vào đề đi. Hôm ấy tôi thấy tên tội phạm thường phong này như là một vị công tử hoạt bát, vừa lên tiếng thấy tài hoa tương đương với tôi, có thể là bằng tôi rất là hiếm có. Tôi chỉ là tùy tiện nói vài câu với hắn ta, nào ngờ lại ngộ kết người xấu. Ta thật không ngờ, thì ra ngươi lại là loại người hung hăng độc ác, điên cuồng mất trí như vậy. Nhưng mà cũng may, thật là may cho ta, cuối cùng hắn cũng lọt vào tay của ta. Bây giờ ta đích thân trói hắn đến, giao cho Cửu Dương gia xử lý. Tô Sát, không được quay đôi. Nè, ông đừng có la. Để cho tôi nói hết trước đã. Tôi làm như vậy chỉ vì muốn chứng minh tôi rất là trong sạch, trước ở lời vô tội. Câm miệng. Hôm nay đích thân bổn quan xử lý vụ án hành thích Dương gia. Những người vô phận sự đều không được quấy rối trước công đường, nếu không phạt đánh 40 heo. Ừ, đúng là người lịch sự với nhau, không nên đòi đánh đòi chiến. Tôi bây giờ nể mặt Cửu Dương gia không chấp nhận với ông. Phạm nhân thường phong, bổn quan hỏi người, ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ năm nay, ngươi có từng hành thích Cửu Dương gia khi Nam Tuần đến Quảng Châu không? Đại trưởng phu, quang minh chính đại, dám làm dám nhận là do tôi đã làm. Ngươi bị người ta xúi giục hay là bị người ta sai bảo? Nói. Hai thứ cũng không phải, mà chỉ vì hai chữ: gia thù. Liệu thượng thư, bổn Dương gia muốn đích thân xét hỏi phạm nhân mấy câu. Dương gia mời. Thượng phong, bổn Dương gia chưa từng có ân oán gì với gia tộc nhà họ Thường. Tại sao người đòi báo gia thù của người? Năm xưa người thanh nhập quan, cha của người sách nhĩ độ dẫn binh ngang qua tổ nghiệp của chúng tôi, lúc ra đi đã phóng quả thiêu quỷ gia viên của chúng tôi, làm cho gia gia tôi hổ nhục mà chết. Trước lúc ông sắp chết, con quân thị lại đời đời kiếp kiếp cũng phải giết hết dòng họ sách nhĩ độ để trả mối thù năm xưa. Quán được. Năm xưa cha người quỷ gia viên ta bỏ mặt mà đi, cũng đâu phải là hợp tình hợp lý. To gan, người dám sỉ nhục tổ tiên bổn dương một câu nữa, ta sẽ cho ngươi lập tức đầu rơi xuống đất. Thì ngươi nói sao cũng được. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn làm gì thì làm đi. Thường phong, bổn dương hỏi ngươi,
đã có quan hệ với Tô Sáng như thế nào. Loại tiểu nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa này, ta không muốn có quan hệ gì với hắn, cũng không thèm có quan hệ gì với hắn. Nè, thấy rồi đó, ta đã nói trước rồi, của Dương gia đã nói là ông đã hiểu lầm, ông lại không tin. Bây giờ sự thật ở ngay trước mắt, chuẩn võ Trạng Nguyên này đúng là trong sạch rồi chứ. Liễu Thượng Thư, hành thích hoàng thân quốc thích, tội lớn tày trời, không thể buông tha. Dạ đương nhiên, đương nhiên. Bỏ giam tội phạm Thường Phong, giờ ngõ ngày mai tại trước cửa chợ chém lập quyết. Đi thông thả nha. Cá, em có tin của Thường công tử. Em nói mau đi, mau đi. Thì ra Thường công tử bị tên chết tiệt Tô Sáng bắt gây ra hình bộ xét xử, nghe nói còn bị xử trảm lập quyết nữa. Ê, tôi đã về rồi. Đang kể đến hắn mượn tiền của Võ Tòng, nhưng mà Võ Tòng lại không chịu cho. Này các chị à, tôi đã về rồi nè. Hắn đã nói được là thôi, nếu không cho tôi mượn một hồi sẽ lấy mạng của người. Như vậy cái được đó chính là Võ Tòng đá hổ. Có phải là kinh kẹt lắm không? Con hổ đã đánh hoài mà cũng không chịu chết. Vậy hả? Ừ, là vì Võ Tòng không có cho hắn mượn tiền, cho nên Võ Tòng đã nói, ôi được rồi, ta cho người mượn. Lão gia, ông nói cái gì vậy, không có tiếu lầm chút nào hết. Được rồi, ta sẽ chết liền. Nè thôi à nghe, bây giờ muốn cái gì đây? Làm mặt lại với tôi phải không? Nè, xử sự và làm người, gỡ chút thủ đoạn, cũng đâu phải giết người phóng lửa ép người làm bậy có phải không? Nè, ngày thường nó quen biết nhiều bạn giang hồ, bây giờ hy sinh hắn đây mà cứu nguy cũng không được hay sao, có phải không? À, cha ơi, con nói có đúng không cha? Cha đang biểu môi. Mấy chục tuổi đầu rồi còn biểu môi làm gì? Tại vì cha đang giận. Giận gì chứ? À, vì con không đi chơi với cha phải không? Trời ơi, lớn tuổi rồi đừng có nhỏ mọn mà. Cho dù muốn đi chơi, cha cũng không chơi trò bán đứng bạn bè đâu. Đi theo ta. Nè, con người của cha nhỏ mọn lắm á nghe. Lâm Giảng, nè, nấu cho tôi cháo thuyền con được không? Tôi đói bụng lắm rồi đó. Lâm Giảng. Hoa, vậy là thái độ gì vậy? Thái độ gì chứ? Nhìn không biết thái độ gì á thì đi đi. Hey, đứng lại. Ê, là tên gì? Ê, mày đó. Tên tôi là Bút Long. Cả mày á cũng có thái độ như vậy với tao à? Thái độ gì chứ? Tóm lại không phải thái độ xúc giật là được. Chà, còn biết thí dụ nữa ha. Có tài qua rồi dám trả treo với chủ nhân có phải không? Đưa tay ra đây nhanh lên. Buồn ngủ quá, về phòng ngủ thôi. Thôi được rồi, cứ đi đi, đi hết đi. Không cần ai hết á, đi hết đi, đi hết đi. Đừng có trở về đây nữa, điên hết rồi. Tham kiến hoàng thượng. Cửa hoàng thúc không cần đại lễ. Bẩm hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu gấp di thần đến có việc quan trọng gì? Trẫm nghe nói Tô Sáng đã bắt được thích khách Thường Phong, đã đưa đến hình bộ xét xử. Không biết việc này có phải thật không? Khải bẩm hoàng thượng, đích thực là có việc này. Di thần cũng đích thân đến hình bộ nghe xử. Thích khách Thường Phong đã nhận tội rồi. Hình bộ thượng thư cũng đã phán xử hắn chém lập quyết. Vậy có chứng thực được có liên quan đến Tô Sáng không? Không có bằng chứng đích thực. Nhưng mà... Nè, nếu đã như vậy, trẫm cũng nên y lời. Khâm điểm Tô Sáng làm võ trạng nguyên khoa này. Khanh thay trẫm truyền chỉ, lệnh cho Tô Sáng ngày mốt lên triều nhận lấy bằng thưởng. Cái gọi là quân công hiến ngôn. Hôm ấy trẫm đã hứa Tô Đồng hai người, ai bắt được thích khách sẽ đoạt chức trạng nguyên khoa này. Trẫm đương nhiên phải giữ lời. Cửa hoàng thúc, khanh không còn gì nghĩ khác chứ? Thần không dị nghị. Nếu đã như vậy, phải làm phiền hoàng thúc rồi. Dạ. À, nhìn xem, nhìn người nhìn thiếu gia như vậy, chà đúng là cảm giác làm quan suốt tuần. Cái gì mà có cảm giác? Bây giờ ta sắp được làm quan, mặc sẵn quần áo để thực tập suốt tuần trước thôi mà. Phải, Trạng Nguyên gia. Ừ, thật là biết ăn nói. Ủa, các cá, mua nhiều nhang đèn giấy tiền như vậy cuốn mã hay sao? Bị ổi. Chà, tội nghiệp thiếu gia quá.
Ờ, thiếu gia không sao chứ? Nè, ngươi có đánh ta không hả? Không lý nào cô ấy lại có phản ứng cao siêu không ta? À, thiếu gia, hôm nay cậu làm sao vậy? Bị người ta đánh thì cậu cười, không bị người ta đánh thì cậu lại nhăn mặt. Thế tôi thật không hiểu cậu nữa. Cậu không sao chứ? Thực ra là như vậy nè, không cho người biết. Thiếu gia, nếu cậu không nói ra vậy cậu hãy hát ra đi. Hát ra tôi nói dễ dàng hơn á. Được lắm, nhưng mà chưa hát thử lần nào. Hát đi mà, hát đi. Hát cái đầu của ngươi á. Nè, kêu hai đứa bay lo công việc, lo xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Nè, Thường Phong. Nè, khoan đi đã. Chứ tạo hình của ngày hôm nay đúng là đặc biệt lắm nghe. Nè, đừng có như vậy mà, chúng ta đã từng quen biết với nhau. Ta có mang một ít đồ ăn cho ngươi nè. Bào ngư di cá đều có đủ hết, hiếm lắm nghe. Đến nơi Diêm Dương rồi, đừng bao giờ tố cáo ta là được rồi. Nè, tôi đừng có làm khuyết như vậy mà. Viên mực bút lông, mang bào ngư di cá về cho chó ăn đi. Tên tiểu tử thúi làm thiệt hả? Đánh nữa! Buông ra ta! Ta đánh chết nó! Buông ta ra! Đừng có níu ta làm gì! Còn không bao giờ hắn anh sẽ tù! Dạ! Bút lông nghiêng mực! Dạ! Thí ra! Các vị nghỉ ngơi lát nha, để tôi tiếp đại hắn coi. Người tù đang thiệt á, dám đánh thiếu gia của chúng tôi hả? Giải phạm nhân Thường Phong. Đã đến giờ hành hôn. Chép. Tôi về rồi nè. Nè, lên tiếng nói gì có được hay không? Sao lại như con cung cút không lên tiếng nào vậy? Thôi được rồi nghe, đã giảng lâu lắm rồi đó còn chơi nữa à? Đổi trò gì mới đi. Còn nổi giận với cha nữa hả? Lên mặt làm quan nữa hả? À phải rồi, con ta được làm trạng nguyên thì giỏi quá rồi. Được đích thân hoàng thượng khâm điểm mời quan tiệc kìa. Cha, được hả? Nè, quan hiệp, đó, có chút phản ứng đi, nè, chút phản ứng đi mà, phản ứng đi, nè, hả? Phản ứng cái gì nữa, thấy con mang lại dễ dàng cho nhà họ Tô, cho nên đã ghét con ít đạo một chút rồi. Ồ, vậy thì dứt giả cho cha quá, nếu vậy thì thôi con không đi dự nữa. Trời, không được đâu, sáng còn phải đi, con phải làm trạng nguyên, người lớn không có nhớ lỗi tiểu nhân mà thôi đụng dộn nữa mà nha, thôi đụng dộn. Đừng, một võ trạng nguyên sao lại nhỏ mọn như vậy được. À, phải, cảm ơn con, nhưng mà nói thiệt nghe. Một chức võ trạng nguyên đổi bằng một mạng người có phải quá đáng một chút hay không? Quá đáng. Quá đúng là quá đáng. Một chức võ trạng nguyên lấy một mạng người để đổi đúng thiệt là quá đáng lắm rồi. Không tin thì hỏi người bạn phía sau kìa. Xin mời.
Chúc mừng vợ Trạng Nguyên. Xin cảm ơn, cảm ơn. Đừng có khách sáo nữa, đến lúc tiệc mừng công, đến sớm để uống rượu là được rồi. Mẹ, cha má, má trời ơi, má là cứu con trời ơi, má. Cậu phải bị chém rồi sao trời ơi, má. Trên danh nghĩa đúng là như vậy. Vậy thực tế là như thế nào? Trên thực tế là có một người khác. Con biết. Đúng vậy, cậu ấy không phải là ma. Cũng biết. Dạ. Con xin thề á, cậu ấy không phải là ma, cậu ấy chưa có chết. Cả người cũng biết nữa. Dạ dạ. Trời ơi, vậy sự thật là như sao? Nói nghe coi. Được, đơn giản thôi. Thực ra chúng tôi đã sớm đổi thường phong với người khác. Người chết chẳng qua là một người chết thay mà thôi. Con đừng có gạt cha nữa. Thiên lao người ta canh giữ nghiêm ngặt lắm. Con đâu có thể dễ dàng nói đổi là đổi được đâu chứ. Trời ơi, có nói thì cha cũng không hiểu đâu. Phải làm cho cha xem mà thôi. Nè, tất cả hãy tìm sẵn chỗ đứng chờ xem tôi đi. Nó nghiêm, nam tả nữ hữu. Lão già bên nào bên tả, bên nào bên hữu, bên đó hả? Nói về hôm ấy, tội phạm Thường Phong đây lúc bị tôi bắt giữ đưa đến hình bộ chịu tội đã bị phán tội chết. Các người đã cho là tôi bán đứng bạn bè đều làm mặt lạ với tôi. Sau đó, ra ngoài đường gặp được Nghi Lộ Cát Cát. Ngay lúc Nghi Lộ Cát Cát nhìn thấy tôi, đã ở ngoài đường cho tôi một bạt tay. Đừng làm gì vậy nè. Người xấu như vậy làm Nghi Lộ Cát Cát sao được? Để ta làm cho. Cho nên Nghi Lộ Cát Cát ở ngay ngoài đường cho tôi một bạt tay. Nghi Lộ làm như vậy hoàn toàn cũng là do yêu càng sâu, càng đánh càng đau. Đánh trên mình tôi, nhưng mà thực sự trong lòng cổ lại rất đau. Nhưng mà tôi hoàn toàn không giận cổ và còn tiếp tục chịu nhục để lo việc lớn. Tôi biết là sẽ có một ngày Nghi Lộ Cát Cát nhất định sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Còn về, muốn biết làm sao đánh đổi người, hãy lập tức mà lưu ý đi. Thật ra tôi đã sai Bút Lông và Nghiên Mực hai người trước một ngày hành hình ở dưới đáy xe tù đã lén làm thêm một cái ngăn ngầm có thể cho một người trốn vào. Wow, sáng hôm ấy lúc Thường Phong bị giải lên xe, tôi tìm cơ hội nắm lấy Thường Phong không ngừng mà đánh hắn đến nỗi đầu tóc bù xù không còn giống người. Chỉ sợ luôn cả mẹ của hắn không nhìn ra hắn mà thôi, rồi tôi mới thôi đánh. Tôi thừa cơ hội làm cho cai ngục để ý để Bút Lông Nghiên Mực đẩy Thường Phong lên xe. Nè, các vị khán giả, màn hay sắp diễn rồi đó. Thực ra tôi đã dùng một vạn 9.000 lượng mua chuộc một tên khâm phạm mang bệnh lao không còn sống bao lâu để chết thay cho Thường Phong. Vì muốn không để người khác phát hiện đã đổi người, cho nên tôi phải đánh anh ta đến nỗi không ai có thể nhìn ra được trước. Luôn cả mẹ anh ta cũng không nhìn ra, và cho anh ta mặc áo tù giống y chang. Lúc Bút Lông đẩy Thường Phong lên xe tù, tên thay thế đã có sẵn trong ngăn ngầm rồi. Sau đó Thường Phong đã trốn vào ngăn ngầm. Cai ngục tưởng là trên xe chính là Thường Phong. Thực ra lúc ấy Thường Phong đã ở trong ngăn ngầm rồi. Và khi đến pháp trường, nhưng vì quá trình quá tanh mùi máu, không muốn lát nữa các người ăn không vô vào ngư di cá, cho nên chi tiết này tôi không nói nữa. Tóm lại là người thế mạng này đã thay thế Thường Phong chịu một đao. Sau khi hành hình xong xuôi, xe tù đương nhiên là đẩy về, và người cũng chết rồi. Đương nhiên là không cần ai canh giữ xe tù nữa. Vào lúc không còn ai canh nữa, Thường Phong đã lén lén từ trong ngăn ngầm bò ra ngoài. Sự việc chính là như vậy, đã thoát được cái chết. Hay quá. Có phải là diệu kế tuyệt thế không? Tuyệt. Nhưng mà cha vẫn không hiểu. Không hiểu sao vỗ tay? Cha vỗ tay không phải là tán thưởng diệu kế của con, là vì cậu Thường Phong đây không cần phải chết nữa. Cha vui mừng cho cậu ấy. Quan điểm mỗi người khác nhau, đâu có sao đâu. Không phải đâu, ai nói là không có sao chứ. Hãy nhìn huynh ấy kìa, còn sống nhăn đứng ở đây. Chỉ cần là huynh ấy còn ở kinh thành này một ngày cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hả, tất cả chúng ta sẽ gặp phiền phức đó. Ê, tôi đã nghĩ ra một cách rồi. Cách gì vậy? Cách này là mình phải ra tay đánh nó. Đánh đến nỗi ma nó cũng không nhìn ra cha của nó, ông nội, bà nội, dì hai, cô, chú, bác, dì cậu, mợ vụ nó. Thậm chí vợ nó cũng không nhìn ra. Wow, vậy thì chỉ bằng giết chết thắng cho rồi. Phải đó, làm sớm tốt hơn. Thật ra vì không muốn các vị phải lo lắng, tôi đã quyết định ngày mai sẽ đi qua ngoại để tị nạn. Xong chuyện nó sớm đi, làm tôi vất vả suy nghĩ muốn chết rồi. Nè, sự việc không nên chậm trễ. Từ lúc bọn họ không đề phòng, sáng sớm ngày mai huynh hãy đi. Hôm nay tạm thời trốn ở đây để bước di động được. Được. Bút Lông. Dạ. Dẫn Thường công tử đến phòng khách. Cẩn thận nghe. Biết rồi mà, nguyên tắc cũ với gì. Đàn ông dẫn đến phòng khách dãy cao nhất, còn phụ nữ thì dẫn đến phòng khách dãy thấp nhất. Thì già, cậu á, đừng đi lộn phòng nha. Tìm sai người bây giờ nha. Thôi, rồi tạm biệt không? Tạm biệt. Tạm biệt. Đi không? Đi công tử. Mời. Sao rồi? Nó đến ngủ là muốn ngủ. Mấy bữa hôm nay vì chuyện của Thường Phong trong lòng khó ngủ quá, cũng không có được. Vất vả cho vậy cha quá. Đi ngủ sớm đi. Tôi cũng buồn ngủ. Lộc Nhãn, làm gì lớn tiếng dữ vậy? Cô còn muốn gì nữa đây hả?
Coi như là tôi á đã chịu nhục liều cả mạng mình rồi, cô vẫn không có một chút phản ứng gì. Bây giờ đã biết sự thật rồi, ít ra thì cô cũng không nên lạnh nhạt với tôi. Cô phải có một chút phản ứng gì cho tôi biết mới được chứ. Ê, cái này không phải là lạnh nhạt mà là bình tĩnh lại. Vừa mới bắt đầu á, ta đã biết ngươi không phải là loại người bán đứng bạn bè. Tuy ta không biết ngươi sẽ dùng cách gì, nhưng mà ta cũng không cần thiết phải kích động như vậy, phải không? Người con người tài lanh. Ngươi tưởng là Tô Sáng thông minh thần võ tung bay vô định này dễ dàng để ngươi nhìn thấu à? Nè, ông bạn, sao vậy? Chỗ lạ không ngủ được à? Vậy chỗ này là nhà của huynh, sao huynh cũng vẫn chưa ngủ? Tôi là dị thường ban đêm, không tới nửa đêm tôi cũng không ngủ được đâu. Bây giờ còn rất tỉnh táo, nhưng mà có một số việc tôi muốn nói với huynh đó. Thật tình lần này đúng là nhờ có huynh. Cảm ơn. Đừng có nói những lời khách sáo như vậy nữa. Nè, hãy đổi một góc độ khác mà nhìn đi. Lần này tôi làm được võ trạng nguyên á, đều nhờ vào huynh đã lấy mạng mà đổi về. Huynh không cảm thấy tôi đúng là bị ổi lắm hay sao? Nếu huynh đổi một góc độ khác mà nhìn, lần này Cửu Dương gia đã phát hiện tôi chính là tên thích khách. Nếu như ông ấy phong tỏa cả kinh thành, từng nhà một mà lục soát, tôi cũng khó mà chạy thoát. Lần này huynh nghĩ ra cách này để tôi thoát nạn, tất cả đều là nhờ huynh. Không phải đâu, bây giờ huynh hãy đổi một góc độ khác mà nhìn đi. Nếu như không phải trong việc võ trạng nguyên huynh đã giúp tôi, thì Cửu Dương gia đâu có phát hiện huynh. Huynh không cảm thấy tôi làm như vậy là xấu xa lắm sao? Không phải đâu, nếu như huynh hãy đổi một góc độ khác mà nhìn, tôi ở kinh thành, Cửu Dương gia cũng ở kinh thành, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra tôi. Rõ là số phận của tôi phải như vậy. Đã nói là không phải rồi. Hãy trời ơi, đừng có hãy nữa. Nếu như huynh hãy nữa, tôi sẽ trở mặt á. Thôi được, người anh em. Trời ơi, ông bạn đừng có rợn người như vậy nữa, tổn quá đi. Đã biết là huynh sẽ nói những câu này rồi, đừng có nhìn tôi nha. Còn nhìn nữa, thôi đi. Hãy nhìn sau đi. Ôi trời ơi, hỏi thồn à. Trời ơi, cậu là võ trạng nguyên rồi, sao nhắc gan quá vậy? Võ trạng nguyên chỉ đánh được chứ không phải hù dọa được đâu, đồ ngu à. Người chạy đi, đi. Đứng lại. Thôi bỏ đi, bỏ đi mà. Đứng lại. Chứ dạ, tôi chợt nhớ một chuyện rất là quan trọng. Cậu đã làm rất nhiều việc tốt, đều là vì muốn giúp cho Thường Phong. Tại sao cậu không cho các cát biết, còn để trong lòng để cho các cát tưởng cậu là người xấu nữa? Thiệt cái cậu. Không cần phải nóng giọt như vậy. Ta đã để cho cô ấy đánh một bạt tai, sau này cô ấy biết là hiểu lầm ta thì tự nhiên sẽ cảm thấy dây dứt ở trong lòng thôi. Và cảm thấy dây dứt sẽ tự nhiên biết cách mà cứu vãn. Đến lúc ấy sẽ như con ong nhìn thấy mực. Cho dù là ta không cầu hôn, nhưng mà cô ấy cũng sẽ tích thân tìm tới đây mà thôi. Đồ ngốc ơi, hiểu chưa? Ngốc ơi là ngốc. Trà thiếu gia, cậu không hổ là tình trường cao thủ. Quy danh Quảng Châu Tô Sáng, người tưởng là giả mạo hay sao? Bút Long. Dạ. Văn phòng tứ bổ. Đứng lại. Đi đây. Rồi, qua đi. Qua đây. Bỏ đâu xuống đây. Nhìn nó đi. Đây. Đứng lại. Cái gì đó? Dạ không có gì. Không có gì hả? Không có gì thiệt mà. Thiệt không? Dì ca ơi, lúc nãy bắt được tên rồi. Hôm nay đã bắt được 20 mấy tên. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi, thả đi. Dạ. Đi đi. Dạ, cảm ơn. Để lên. Cát cát, tên Tô Sáng chết tiệt gửi thư cho cô nè. Ta không coi
Phải coi để xem hắn đã viết gì trong này. Cô không xem hả? Không xem thì biết lấy gì để chửi hắn hả? Cát Cát, thì ra Thường công tử vẫn chưa chết. Là Tô Sáng đã âm thầm giúp đỡ, dùng một người khác thay thế Thường Phong bị chém đầu. Còn nói là bây giờ đã hộ tống Thường công tử ra thành rồi. Cát Cát, cô còn bệnh mà. Đi lấy quần áo của ta đến đây. Thế nào rồi, có thuận lợi không? Đương nhiên rồi, xin mời Thường công tử. Tôn huynh, thật là không ngờ Đường Đường Phong công tử cũng phải trốn trong đống cỏ và vất vả cho huynh quá. Tóm lại ơn lớn không thể quên, sau này có cần đến Thường Phong, cho dù phải xương tan thịt nát cũng giúp. Đừng có nói những lời như vậy nữa, bây giờ tôi đã đầu võ trạng nguyên rồi, đâu còn chuyện gì nữa đâu. Nếu để người khác phải giúp á thì đã gặp chuyện xấu rồi. Huynh vẫn hay thích nói đùa. Sống ở đời thì phải vui vẻ chứ, được vui vẻ sống qua ngày như vậy là tốt lắm rồi. Tóm lại, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại vẫn vui vẻ như vậy. Nè, vì thời gian có hạn, tôi đã chuẩn bị sẵn con ngựa chúa cho huynh, có tên là Đại Mạc Nguyên Cơ Dân, là ngựa đường dài, thích hợp cho huynh đến Đại Mạc xa xôi đó. Nè, qua đây xem đi, thấy có được không? Rất là tuyệt vời. Đúng vậy. Bảo trọng. Bảo trọng nha người anh em.